sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ, để em gái nhỏ mắt thơ ngây tóc thôi biến rồi. Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì quý vị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con âm ly Arena 1009 đến từ Đan Mạch nha. Vì nguyên cái mặt trước bằng gương, thì con này hôm trước em có giới thiệu rồi, đánh bốn sò sắc lớn ha, đánh bốn sò sắc lớn nha quý vị, bốn sò sắc RCA. Thì nó hơi phay hay do những cái dòng là sò zin của nó quý vị. Nó đã mấy chục năm rồi, mấy con này thì sao 5-60 năm rồi, sản xuất tại Đan Mạch ha, Arena T1009. Đây, thì con này hôm trước em có giới thiệu rồi, 3.9 triệu, thì hôm nay em giảm cho quý vị 500k, còn 3.4 triệu quý vị. Con này thì cực kỳ luôn rồi, âm ly Đan Mạch Arena 1009 giá 3.4 triệu. Và đôi loa Đức này thì tối giờ em quay cũng mấy clip rồi quý vị, chất âm quá tuyệt vời, quý vị nghe nhạc vàng ai cao tuyết gì cũng được hết, giá chỉ 2.5 triệu thôi, hùng màu gỗ rất là đẹp luôn ha, chiều cao 48 ngang 25 sâu 20 nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.